International Grading Examination, cuộc thi cấp chứng chỉ quốc tế ISMAT sắp trở lại. Đến hẹn lại lên, 8 giờ ngày 31 tháng 3 năm 2019, nhà thi đấu quận Cầu Giấy một lần nữa sẽ chứng kiến cuộc thi cấp chứng chỉ quốc tế ISMAT lần thứ 11. Là một trong ba cuộc thi có quy mô lớn nhất trong năm, cuộc thi cấp chứng chỉ quốc tế ISMAT hàng năm đều thu hút hàng nghìn bạn nhỏ đến từ 200 trung tâm trên khắp cả nước. Cuộc thi được tổ chức thường niên, sử dụng cấu trúc đề thi tiêu chuẩn quốc tế được áp dụng tại 40.000 trung tâm từ 78 quốc gia trong mạng lưới toàn cầu, có thể kể đến như Anh, Mỹ, Canada, Ấn Độ. Đây chính là điểm đặc biệt và nổi trội khác biệt giúp ISMAT luôn đứng vững trên thị trường bản tính và số học trí tuệ. Tham gia IGE, các bạn nhỏ sẽ được trải nghiệm một cuộc thi với quy mô lớn. Thông qua đó, rèn luyện bản lĩnh đứng trước đám đông, khả năng tư duy, sự tập trung, hình dung tưởng tượng và tính toán siêu tốc tương ứng với cấp độ các em đăng ký dự thi. Cuộc thi sẽ có các phần: thi nhìn tính, biểu diễn blitz, biểu diễn nghe tính, biểu diễn demo của các bạn học sinh đang theo học tại ISMAT Việt Nam. Bật mí cho các bạn nhỏ một thông tin hết sức thú vị. Khi đăng ký tham dự cuộc thi IGE lần thứ 11, các bạn nhỏ sẽ được miễn phí tham gia đấu trường ISMAT Online lần thứ 5. Đăng ký ngay hôm nay tại 200 trung tâm ISMAT chính thống ở khắp 42 tỉnh thành trên toàn quốc. Hạn đăng ký 11 tháng 3 năm 2019. Liên hệ hotline 355-3366, số máy lẻ 103 hoặc truy cập website www.usmatvietnam.com.